Truyện tranh Trang Quỳnh bản màu tập 29, còn mắm còn muối. Quỳnh ơi, có ai nằm đằng kia? Kệ họ, coi chừng bị vạ lây như vụ thầy thấy xác chết giữa đường không. Nhưng tớ thấy còn cục cửa. Tớ bảo kệ là kệ, đại trưởng phu thấy người bị nạn không cứu à? Cậu làm đại trưởng phu đi, tớ ớn lắm rồi. Ý, cái gì? Cái đuôi thỏ. Hừ, bảo tớ là thỏ à, còn lâu. Đại trưởng phu quỳnh tới đây. Hi, coi vậy mà dễ dụ. Ờ, con mắm. Y hệt cậu à, chắc sinh đôi với cậu quá. Nói bậy, lo cứu người đi. Biết làm gì đây, khiêng về cho thầy đi. Hừ, số gì mà cứ bị cổng con gái mãi. Số đào hoa. Hừ, nặng muốn chết, đào hoa nổi gì. Không sao đâu, nó bị kiệt sức, chắc mấy ngày nay không ăn gì. Tội nghiệp chưa, để tôi nấu cơm gà cho nó. Không được, bị đói lâu ngày chứ được ăn cháo loãng. Nó không ăn được, con ăn cho. Thầm ăn bẩm sinh, lúc nào nghe ăn cũng tít mắt. Mắm, đút nó ăn. Ờ, đây là đâu? Địa ngục, người đã xuống địa ngục. Diêm vương đó. Hả, tôi có làm tội gì mà xuống địa ngục? Bình tĩnh, cháu vẫn sống, chưa chín, ý, chưa chết. Ủa, ai đây? Sao giống tôi quá? Tớ là mắm. Tớ là muối. Mắm gặp muối, mặn chát. Nhà cháu ở đâu? Cháu không có nhà, không cha, không mẹ, không anh, không em. Không cơm, không cháo, không áo, không... Vậy cháu ở với ai? Cháu ở đợ nhà ông Phú Đàm. Tao đồng ý cho mày làm việc với điều kiện. Đúng 3 năm, tao trả công một lần, mỗi năm 10 đồng. Dạ con chịu ạ. Công việc nhà ông Phú Đàm vô số kể. Từ mờ sớm làm mãi tới khuya chưa hết. Việc thì làm mãi không hết, còn cơm thì chưa ăn đã hết. 2 năm 11 tháng trôi qua. Còn muối đâu? 6 giờ nay chưa dậy nấu cơm cho người ta ra đồng. Ông ơi, con nhức đầu quá, dậy không nổi. Vậy thì tao cho mày nghỉ việc. Người ở không có quyền bệnh, nghèo không được bệnh. Mày đi đi, tao tìm người khác. Vậy ông cho con xin tiền lương ạ? Còn 1 tháng nữa mới đủ 3 năm, không trả. Ông cho con lãnh 2 năm cũng được ạ. Không năm nào hết, đủ 3 năm mới trả. Hít, ông ác quá. Ai bảo tao ác à? Trên đời này người nào nhân hậu lắm cũng chỉ bằng tao thôi. Tao chứng tỏ lòng nhân hậu đây. Cho mày đi tìm người làm thay mày, đủ 3 năm tao trả công. Hít, cháu tìm mãi nhưng không ai chịu làm. Ai cũng biết danh Phú Đàm chuyên quyệt công người làm. Thế là cháu lang thang, đói và xỉu đúng không? Ngủ chứ xỉu hồi nào. Chà, muối ngoan cố không thua mắm. Tớ sẽ phụ cậu ở đủ 3 năm. Đúng đó, con giúp nó đi. Khỏi cần, để ta quýnh lão một trận. Bà quýnh lão, con muối cũng không lãnh lương được. Nó cần tiền làm vốn để buôn bán cái gì đó mà sống. Có lý, thôi, không quýnh nữa, giúp nó đi. Thưa ông, đây là mắm, chị sinh đôi của cháu. Chị mắm sẽ ở phụ làm đủ 3 năm. Chị em sinh đôi, sao mày báo, mày mồ côi. Hai chị em thất lạc, mới nhận nhau lúc nãy. Ừ, sinh đôi sinh ba gì cũng được, làm đi. Hai đứa ra tắt cạn cái ao cá cho tao. Ờ, làm sao được? Xuyệt, cứ làm, ổng bày trò để mình bỏ cuộc đấy. Chà, ao cá lớn quá, sao tắt nổi đây? Đừng lo, có quỳnh đây. Mỗi người một cái, đào theo tớ. Đào đất làm gì? Dẫn thủy nhập gia. Ha, gần tới chuồng vịt rồi, đào nhanh đi.
Được rồi, mở cho nước vào. Tạch. Lụt, có lụt bà con ơi. Cặp, cặp, lụt. Ông ơi, lụt. Có mưa đâu mà lụt. Ái ái, nước ở đâu vậy? Lấy cái xuồng cho ta. Xuồng thủng rồi ạ, ông ngồi đỡ vào đây. Hừ. Lấp đường rảnh lại, mau kéo máy ra. Nước rút rồi. Đứa nào cứu ta? Ủa, ông chèo nồi lên đó làm chi? Tự nó lên, tao không có chèo. Ông ơi, chúng con tắt cạn ao cá rồi ạ. Sao, từ sáng tới giờ mà tắt xong ao cá? Ờ ha, chúng mày giỏi thật đấy. Ông ơi, đàn vịt trời mất tiêu hết rồi. Trời, trời phạt người ác. Không chia buồn, còn rủa tao nữa hả? Hi hi. Còn mắm còn mới đâu, lên ta bảo. Bà có việc đi vắng, chúng mày giữ cậu Út cho bà. Tao mà nghe cậu Út khóc một tiếng, tao đuổi ngay. Vâng ạ, cậu Út sẽ không khóc tiếng nào đâu. Thằng quỷ nhỏ đó khóc dữ lắm, cậu hứa ẩu. Tớ có cách, giao cho tớ. À ơi, em ngủ cho ngoan. Hay quá ta, từ sáng đến giờ nó không khóc tiếng nào. Thế này khóc sao được? Hả? Trời đất ơi, nùi dẻ. Mấy con nhỏ này hay, mỗi khi thằng Út khóc suốt ngày, thế mà hôm nay không khóc một tiếng. Hừ, tao mà biết nói, tao chửi. Gần đủ 3 năm của nó rồi, làm cách nào đuổi nó đây? Không đuổi được nó, tôi mất 30 đồng. Được rồi, lần này chúng mày chết với ta. Mắm muối, lên ta bảo. Trò gì nữa đây, còn có mấy ngày, cố lên. Lấy cái chung rượu này ra giếng, múc nước đổ đầy cái thao đồng ở giữa sân cho ta. Cái chung tí xíu, đổ chừng nào cho đầy cái thao to tướng kia. Cứ làm rồi tìm cách. Hừ, bưng từ giếng tới đây đã đổ mất nửa chung rồi. Xèo, không còn giọt nào hết. Sao kỳ vậy mắm? Cái thao đồng để giữa sân, mặt trời rọi nóng hổi, mình đổ có tí nước vào bốc hơi ngay. Ông Phú nghĩ ra cách này độc thật, đổ tới già cũng không được một giọt. Xèo, cũng mất tiêu, không còn giọt nào. Tạm thời cậu cứ đi múc nước đổ vào cho ổng khỏi la, tớ nghĩ cách. Quỳnh có cách nào trị cái vụ này không? Dễ như ăn chuối, cậu cứ làm thế này, tớ chuẩn bị đồ nghề rồi đây. Hi, cái cậu Quỳnh này thông minh thật. Trạng mà, nói thừa quá. Chúng mày đổ được giọt nào chưa? Dạ, đang đổ đây ạ. Róc, róc, róc. Ủa, nước đâu trong cái chung mà nhiều thế? Để múc nước nữa. Róc, róc, róc. Lạ thật, chúng đổ gần đây rồi. Thưa ông, đầy rồi ạ. Đưa cái chung tao xem. Có gì lạ đâu, chúng mày có phép. Không à, chỉ có tiền giúp thôi. Tiền thường hay giúp những người bị ức hiếp. Lão, chúng mày báo tao ức hiếp chúng mày hả? Chết rồi, còn có 2 ngày nữa là đủ 3 năm. Làm cách nào đây? Cậu làm cách nào hay vậy? Lấy cái bong bóng heo sau ót tớ ra giùm đi, ngứa quá. Sao bong bóng heo lại mọc sau ót cậu? Xem này, nói một cái ống vào bong bóng heo, cái ống luồn theo cánh tay tớ. Cái ống đó xuyên qua đáy cái chung. Đổ nước vào bong bóng heo, khi cúi người xuống, nước chảy từ bong bóng heo qua cái ống, xuống cái chung. Bởi thế nên nước mới từ cái chung cứ chảy ra mãi. Thế sao lúc nãy cậu đưa cái chung cho ông Phú, tớ có thấy cái lỗ nào đâu? Tớ dạy gì đục lỗ ở cái chung của ổng, tớ đục cái chung của tớ. Hay, cậu hay thật. Tớ có quân sư, cậu quỉnh đấy.
Mắm muối lên ta bảo. Tìm ngay cho ta một con chó hai chân đi săn với tao. Chó trai hay chó gái ạ? À? Trai gái gì cũng được, nhưng nó phải đi hai chân, không được đi bốn chân. Gâu. Chó, chó cắn. Thì chó hai chân đây. Quỷ, làm bọn tớ hết vía. Dẫn tớ vào gặp ông Phú, tớ đi săn với ổng. Thưa ông, có con chó hai chân đây ạ? À? Thông minh, hiểu ý ta. Mày tên gì? Gâu, gâu. Chó không biết nói. Được, mày so mưa với ta, ta sẽ cho mày biết đầu tao lớn hay đầu mày bự. Nói cho mày biết, đi săn mà bỏ về nửa chân là xem như hai con nhỏ này bị đuổi, không có lương. Gâu. Nó đồng ý đấy ạ. Vậy thì đi. Ta sẽ làm cho mày tức lộn gan bỏ về, thế là ta đuổi hai con bé kia. Ta đóng quân ở đây, mày đi giăng bẫy bắt thú cho ta. Gâu, gâu. Chó không biết giăng lưới. Hừ, không giăng lưới được thì ngồi đó giữ đồ, tao giăng. À, thức ăn nhiều quá, đã thật. Chó trèo mèo đậy, để thức ăn trước mặt chó, chó không tha. Mà ngon ơi là ngon. Xong, về ăn cơm. Hả? Mày ăn hết trơn rồi à? Ai bảo chó không treo, mèo không đậy. Bột, lão này. Gâu, gâu. Ê, ê, đừng có cắn tao. Thằng này khá đây, nhưng mình không thua nó. Đi lùa một con cọp vào lưới cho ta. Chết mày rồi con ơi, thấy cọp là chạy tuốt ngay. Mày chạy, tao có cớ đuổi hai con bé. Không có cọp là thua ổng, mà thấy cọp chắc mình xỉu, cũng thua. Phen này chắc thua quá. Hù. Bịch. Này, anh hùng gì mới hù cái đã xỉu. Bà tướng, bà đi đâu đây? Ta nghe hai con nhỏ nói lão dụ mày vào rừng. Ta sợ lão hại mày nên ta theo. Dễ gì hại được con. Dốc nữa, mới hù đá xỉu mà làm tàn. Ổng đâu? Dạ ở đằng kia, ổng bảo con đi tìm cọp. Muốn cọp có cọp, đợi ta một lát. Tác phong con nhà tước, già mà nhanh như sóc. Qua cọp, tao đâu có muốn gặp mày. Khoan xỉu, ta đây. Bà ơi là bà, đứng tìm con rồi. Đây là tấm da hổ ta tịch thu của một tướng cướp hồi ta còn trẻ. Giờ chúng ta sẽ làm thế này, buộc lão phải trả công cho con muối. Chiều rồi, không thấy nó trở lại, chắc chạy mất rồi. Vậy là ta có thể về đuổi hai con nhỏ kia. Ồm. Cọp, ông ơi cọp. Chạy lẹ đi. Cái bẫy, né. Rắc. Chó cứu tao. Chó không biết tháo bẫy. Làm ơn đi mà, cứu tao. Cọp, đứng yên đó. Mày sai khiến được nó, sao lúc nãy lại chạy? Làm bộ chạy cho vui thôi, thật ra con cọp này là bạn của cháu. Xạo mày. Cọp, ăn cái chân của ổng. Ồm. Đừng, đừng, tao tin rồi. Mày bảo nó đi đi, tao cho mày tiền. 30 đồng. Nhiều dữ vậy, bớt chút đi. Một năm 10 đồng, 3 năm 30 đồng, không bớt chút nào. À, mày đòi tiền lương của con muối. Không sai, trả 30 đồng cháu bảo nó đi. Tao đâu có mang tiền theo, về nhà lấy. Không tin, tiền trao cháu múc, trả tiền cọp đi. Thằng trời đánh, tiền này có 29 đồng, thiếu 1 đồng. Đây, ăn gian 1 đồng cũng không cho, kêu. Cọp, đứng đây canh ổng, ta đi đây, một canh giờ sau hãy thả ổng. Ê, mày đi rủi nó ăn tao thì sao? Thiệt ông mỡ không hà, không thèm ăn. Trời đánh chúng mày. Có tiền rồi, cậu tính làm gì?
sẽ mở một quán chè. Ê mày, tính cạnh tranh với tao hả? Đâu có ạ, tại con có biết làm gì khác đâu. Thôi, cất tiền ấy sau này lên Kiều Bông, mang theo làm vốn. Bà kỳ quá. Gì kỳ? Con gái là phải lên Kiều Bông, không lên mới là kỳ. Vậy bà lên chưa? Chưa. Sao bà không lên? Muốn lên lắm nhưng chẳng ai chịu lên với mình. Thầy lên Kiều Bông với bà ấy đi. Tao bóp cổ mày chết bây giờ. Hi hi, con thấy cũng xứng đôi lắm. Thằng khỉ, ní. Còn muối ở đây với bà, phụ bà bán hàng chè ấy cũng đủ sống. Mày không có người thân, đi đâu bây giờ? Con cảm ơn bà, xin nhận của con một lại. Giống tuồng chèo ghê. Xin cậu nhận của tớ một lại vì đã cứu tớ. Bà không dám tổn thọ đấy. Không nhận cũng lại. Tội mất chục năm thọ của tớ. Tớ chỉ còn sống 90 năm. Hít. Con ngồi đây rót chè cho bà khách. Bà ra ngồi đón khách. Mày cầm một đồng làm khách mở hàng. Thích thật, tự dưng có người đưa tiền cho ta ăn quà. Mời chú em vào uống chè, ăn bánh. Vào ngay. Cho xin tiền đi ạ. À. Tiền đây. Mầm ngon ác. Mở hàng xong rồi, trả một đồng cho tớ. Thằng khỉ, một đồng đó của tao đưa để mở hàng, chứ có phải của mày đâu mà đòi. Bà tướng ơi, tụi nó đánh bài, cãi nhau ôm sòm đằng kia kìa. Kèo lính bắt chúng, sao lại kêu tôi? Lính đánh bài chứ có phải dần đánh đâu mà bảo kèo lính. Lính đánh bài, lính bề bối, phạt chúng theo quân luật. Đứa nào đánh bài? Bà tướng. Lính tráng mà không làm gương cho dân. Bà tướng ơi, chúng tôi chơi tí xíu thôi mà. Cờ bạc là bác thằng bừng, không chơi với nó tí nào cả. Đánh chơi thôi mà. Cờ bạc không có chơi, từ đánh chơi qua đánh thật mấy lúc. Tất cả quỳ xuống. Bà ơi, cháu có ý kiến. Cháu có cách phạt mấy ổng một lần tưởng tới già. Tao tính quất cho mỗi ông mấy rồi, mày định phạt thế nào? Các chú có muốn bị ăn roi không? Không mới muốn ăn roi. Cháu sẽ xin bà tướng thay đổi hình phạt, không đánh các chú. Nhưng các chú có hứa là từ nay vĩnh biệt tổ tôm không? Hứa vĩnh biệt tổ tôm. Các chú có thể hiện hành động vĩnh biệt tổ tôm không? Có. Vậy các chú đem chôn bộ bài tổ tôm đi. Dễ ợt, chôn liền. Không, không phải chôn như thế. Bổn chủ khiêng tấm phản này ra. Chú còn lại cầm nén nhang này. Cha mẹ ơi, tấm phản nặng kinh. Các chú sẽ khiêng từng lá bài chôn ở gò má kia. Một lá bài phải đi hai lần, lần đi lần về. Bộ bài 120 lá phải đi 240 lần. Từ đây ra gò má mà phải khiêng tấm phản này 240 lần thì còn gì cuộc đời. Đó mới đúng là thể hiện tinh thần vĩnh biệt tổ tôm. Không đi tà quắc. Đi đi chúng mày ơi. Chưa được. Đưa đám mà mặt mày tươi rói thế coi kỳ lắm. Khóc lên đi. Hù hù, tổ tôm ơi là tổ tôm. Mày sống mày hại chúng tao hết tiền hết bạc. Hù hù, mày chết mày cũng hại chúng tao khiêng muốn trẹo xương sống. Đúng đấy, khóc như vậy đấy. Hù hù, mày chết đi, chúng tao mừng lắm. Tới rồi, đào lỗ chôn. Hù hù, vĩnh biệt mày. Còn 119 con nữa. Tổ tôm ơi là tổ tôm. Hít, 2 con. Hít, 20 con. Hít, 40 con. Bà tướng ơi, tha cho chúng tôi. Chúng tôi thề không đụng tới tổ tôm nữa. Không đụng tổ tôm, chúng mày đánh trắng, đánh tam cúc à. Thề lại, chúng tôi không dám đụng tới một con bài nào cả. Thế thì được, tha cho đó.
Ít đứa nào lấy hai cái đầu gối của tao. Ha ha, cho chữa cái tội cờ bạc. Tao chịu mày đó nhóc. Phải chị tao còn làm tướng, tao mướn mày làm quân sư. Trời, quân sư mà mướn. Con không làm đâu, làm quân sư cho bà, cả đời uống chè xanh, chán. Bà tướng ơi, có bé bán hàng cho bà bị một đám người bắt đi rồi. Chết, con Mắm bị bắt cóc. Quýnh, xung phong. Cần thật, cứ y như là một đạo quân. Đó, họ đưa nó vào nhà đó. Thả con Mắm ra. Bà ơi, bà tìm ai? Tìm đứa nào to gan bắt con Mắm. Đại quan ơi, có bà già quậy. Bà làm gì ồn ào vậy? À, là một ông quan. Sao ông bắt cháu tôi? Xin bà bình tĩnh để tôi giải thích. Chả giải thích gì cả, trả con Mắm đây. Mắm nào, tôi bắt con Muối mà. Chuyện là thế này bà ạ. À, chúng tôi thất lạc một đứa con gái lúc nó lên 4 tuổi vì chiến tranh. Sau nhiều năm tìm kiếm, nay chúng tôi biết cháu đang ở đây. Người dò tin của tôi cho biết nó là con Muối đang bán quán cho bà. Thế sao ông bà không đến nói chuyện với tôi mà bắt nó ngàn xương vậy? Nói sợ bà không chịu, tôi đành phải tiền tám hậu tấu, bắt trước nói sau. Ha ha, bởi thế nên lộ người rồi. Còn đó là con Mắm, con Muối còn ở nhà tôi kìa. Quýnh, về dẫn con Muối lại đây. Lẹ lên, lá rụng về cõi rồi. Đây, Muối là hũ này, hũ kia là Mắm. Ủa, sao Mắm Muối giống nhau y vậy? Khác chứ ạ. À, cô nào có mùi là Mắm, không mùi là Muối. Đồ quỷ. Hừ, tao thấy cả hai đều là Mắm cả. Chắc chúng mày ở bẩn lắm. Xuân Thu nhị kỳ tắm rửa ạ. À, là sao? Văn chương khó hiểu quá. Là mùa thu tắm một lần, mùa xuân tắm một lần, một năm tắm hai lần. Muối, cho hắn một bài học. Quan ơi, con gái ăn hiếp con trai. Vậy con mình là đứa nào? Tôi cũng không rõ. Nói cho Quan nghe, người dò tin của Quan báo con Muối là người ở đây. Còn con Mắm ở xa mới tới. Con Muối là con của Quan đấy. Mình nhớ còn có dấu gì đặc biệt không? Có một vết son trên vai trái. Mắm Muối vào đây. Trật áo ra cho ta xem vai trái cả hai đứa. Đứa này có, đứa này cũng có. Sao lại có sự trùng hợp thế? Còn có cách, tất cả theo con. Trên trời có mây, dưới sông có nước. Trời, còn làm thơ nữa. Mắm xuống. Ấm. Ơ, sao lại xô con bé xuống sông? Ai cứu nó đi. Mắm ơi, biết bơi không? Muối xuống. Ấm. Chết con tôi rồi. Con có sao không? Con biết bơi mà. Ai cứu tôi với? Không biết bơi mà nhảy xuống cứu. Rõ rồi đấy, con Muối là con của Quan. Mày căn cứ vào đâu? Tài đức ruột mềm. Con Mắm rơi xuống nước, phụ nhân chỉ là toán lên một cái rồi thôi. Con Muối té xuống nước, phụ nhân lao theo ngay. Đó là sự linh thiêng của tình mẫu tử. Đúng, cực kỳ đúng, mày hay. Con Mắm có ý kiến gì không? Bồ bà bảo con tranh đấu giành cha mẹ à. Rõ ràng Muối là con Quan, còn có ý kiến gì nữa? Chúc mừng cậu rụng về cõi.